tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Con gì đây giờ? Gì nữa hay con gì đây nhá? Con gì đây? Việt. Việt. Ô, con vịt đấy. Ok. À đây, người ta quay hướng này đây, nhìn đi. À, bị lừa. Nó đúng này, con vịt này. Mày này sẽ đây, em đi dần dần này đây. Vợ vậy do lại cần phải là vợ giống vậy do giống người người trong nhà cái. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
Bòi nè. Hả? Đi làm nè nè gái. Đây xe đỏ này. Đẹp quá liền rồi. Nhìn này xe đỏ. Đứng lại. Điều ấy. Nè nè gái. Quay con cặc. Đi 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 kiểu đưa kiểu như là biết là diễn đấy, nhưng mà cái thằng tranh tranh này xem này, giờ thằng này nó kiểu như là bạn nó bảo là like gái là phải quay ấy. Like đứa con gái rồi quay vào, xong rồi con này quay con cặc, xong thằng này quay ra chửi tít mẹ vợ bảo quay. Hai đây vợ bảo đi làm phải giữ khoảng cách với người con gái khác nên tôi phải quay video để báo cáo. Quay con cặc. Chị nghe vợ bảo quay. Đây chỗ này đây. Giờ đây này, anh xin. Ok. Ok. Vậy anh bảo quay. Đang chơi game bị mẹ ganh.